người. No ba người. Đó, đó cá chê cái chê tụ cái chê kìa. Cá chê đó chắc ký giữ à. Cá chê nó vô á. Ờ con nuôi kìa thấy không? Đầu con nào lấy nó bự cá này tay tượng này. Nó ăn mít ăn đồ nè. Còn còn 7 cái luôn gì? Không còn. Còn 7 8 kg hả? Trời con cá đó mình để ra làm cái kiển vô kiển vô mấy con non đẹp lắm anh Nam ơi. Ô kìa nó nhào nào rồi, trên này còn giờ mấy ngàn anh Nam? Mấy ngàn con? 100 ngàn. Sau đó anh nuôi 3 ngàn lắm hả? Bán hết rồi đó. Bán hết hả? Bán luôn. Trời lên nhá. Con ngủ kìa. Bán bớt đụng mà ăn chỉ mình nấu. Ừ. Đó con cá coi coi. Đó con này 7 kg nè, 7 8 kg. Ừ. Đó. Ờ, thảm đồ mà quy chín cho thông vô cho nó mấy con nông ở ngoài. Đang nó nuôi gì? Đầu quả nó ăn nó phải trời. Cá bự bự vậy đó ha. Bò bạc lơm. Ồ, cơm hay chưa? Ăn nước bắt đây con cá bổ nữa nè. Còn có con tay tượng này nè, xuống là nhẹ nhàng nó, còn có cái tụng đưa vô ẩm nó lên. Em chuyên mua bắt tay tượng á. Nó phóng đồ mà muốn đuôi con mắt mấy con. Cái làm ổ bằng cỏ nè, cái gì? Cái ổ này nè là nó đẻ nè, cái mình hút xuống mà ép ông 10 đó là ban luôn. Đẻ không nổi đâu. Rồi đó hả? Không muốn. Đẻ không nổi. Được đâu có cho nó ăn vậy nó đâu có ra trứng. Để nó cũng như đói á. Đói á nó mới vô nó đẻ mình. Cũng như nó nâng đó ha. Nâng. Cho ăn vậy nó không bao giờ nó cứ kia trứng nổi. Đồ mau tắm mẹ nào rồi. Điểm tắm mẹ lại coi. Cá thì mê chưa, con cá đó chắc 6 7 kg đó, cá đó đó. Mình chào cả nhà. Mình lại tiếp tục. Quan tâm mà cái dừa này nha cả nhà. Cái dừa này nha nha cả nhà. Cái dừa này là một cái dừa dâu luôn á. Dạ cho hay lắm. Có cái hoài đó rất là hay sai à. Nha. Hay lắm, bữa nào dắt cái ca coi. Đây là một viên dừa. Trời hay ta đang tịch thốn ca, đủ với đại ca. Kéo cái dừa lên cho mẹ. Cái dừa này cũng còn mấy hoài nha. Cái hoài nào cũng trái rất là sai. Cái hoài này nó bự á. Cái này không cao lắm. Cái dừa này cũng còn tơ nha. Đầu cắt những cái đọt nó xuống trước nha cái nhà. Trái này còn non. Những trái dừa non uống còn mát nha cả nhà.
những cái vườn dừa trái nó sai á, anh Tùng mà buộc rất là khó, phải chàng qua cái đầu nó được lại. Những cái quà dừa dâu này rất là sai, mình cảm thấy tiếc vô cùng khi chủ nhà kêu anh Tùng cưa cái dừa này ra cái nhà. Còn lớn hơn buồn hồi nãy luôn. Quá trời cái nhà cái khó để lòn dây vô buộc dừa nữa nha cả nhà. Mình cũng xin chào tạm biệt cả nhà đây. Hẹn cả nhà các video mới tiếp theo. Chào tạm biệt.